chị Loan quen với cô. Sau đây em thuyết trình về cuốn sách của mình. Giữa các quý thầy cô và các bạn, như chúng ta đã biết, cô Chí Minh là người cha ra vĩ đại của dân tộc, là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nói về con người và cuộc đời Bác đã có một ít chính nhà văn nhà thơ cho đó là đề tài cho sáng tác của mình, và một trong những cuốn sách mẹ tâm sắc nhất khi gửi những bức ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc đó là cuốn sách Câu Chuyện Về Vua Bác Hồ. Cuốn sách này được biên soạn và trung tâm bởi nhà văn nhà báo Trần Thành Thắng. Cuốn sách gồm có 70 câu chuyện nhỏ xoay quanh những cuộc sống đơn thương mộc mạc vô cùng sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua cuốn sách, chúng ta có thể cảm nhận được của một người vô cùng chân chất mộc mạc, những tính chất sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và thông qua đó thì chúng ta có thể học tập được người Bác những phẩm chất rất là cao quý đáng mến. Đọc cuốn sách này thì có rất nhiều câu chuyện khác nhau, những đối với em câu chuyện mang đủ cho em một bài học bổ ích. Đó là câu chuyện đôi dép của Bác Hồ. Câu chuyện này thì kể về một đôi dép đã kéo Bác Hồ suốt 11 năm trời, cho dù là đi thăm chùa hay là đi làm công tác thì Bác vẫn mang theo bên mình đôi dép ấy. Quá đầu thì chúng ta có thể thấy được là Bác Hồ là một con người rất giản dị, khiêm tốn và rất là tiết kiệm. Liên hệ một chút với học phí của chúng ta như này thì các bạn có thể theo hiểu một mốt hơi cáng. Mặc dù vấn đề chính trị đi ra mốt cho nên là chúng ta cũng biết những khoản nhân lớn để đặt giá để mua những thứ vật dụng không cần thiết. Quá đỏ thì đá cao thủ đỏ tấm lòng chấn thương mực mạc của Bác, và đá thì cần phải học tập theo đạo đức của Bác Hồ. Vì thế không chỉ nữa đó là một chuyện chiếc ảnh tấm thế giới. Và một điểm đầu năm 1951, Bác đã làm việc rất là khuya, và Bác đã học những bộ đội cảnh sát và bắt gặp một bộ đội Tết có đó thì không có một chiếc áo để mặc, thì Bác đã cởi bức áo mặc để đưa ra và áo xấu của bộ đội. Chúng ta có thể thấy là mặc dù là đâu có người đâu về đất nước trước đó học đọc, nhưng Bác luôn quan tâm đến những người có người bé nhỏ, những người nhân dân, một lòng yêu thương mạnh tiền, sự quan tâm lo lắng chăm sóc vô quên vô biên đơ. Khi có hai câu chuyện rất là nhỏ mà chúng ta đã có thể thấy được những phẩm chất tốt đẹp trong nhân cách của một và đi hết cuốn sách này thì chúng ta còn học được nhiều điều rất là bổ ích từ những câu chuyện thái quán cuộc sống của Bác. Và trong cuốn sách này thì có những bài học được rút ra từ cuộc đời của Bác. Đó là thứ nhất là tập hướng về của con người là lòng bao dung nhân ái cao cả, thứ hai là tập hướng về quyết tâm nghị lực về nhà mọi giá khổ, thứ ba đó là tình con người về chân thiện đứng công vô nữ với cuộc sống rất là giản dị thánh táo cùng mạc chất chất, và thứ tư là tập hướng về lòng yêu nước, thân gắn kết với bạn quốc tế, gắn kết với bạn quốc tế, và đối với bạn thân em, các bạn và mọi người thì cháu thông qua chuyện sách này thì chúng ta sẽ học được những bài học rất là bổ ích, từ đó tác động vào nhận thức hành động của mỗi con người. Chúng ta sẽ tự nhiên nhận lại bản thân mình và học tập theo những đạo đức tốt đẹp của Bác Hồ, để từ đó xây dựng cho mình những điều lớn, xây dựng cho bản thân mình cuộc sống mạnh lạc, tốt đẹp hơn.
sẽ cố gắng trở thành một con người sống có ích với cho xã hội, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Và qua cuốn sách thì em muốn nhắn gửi tới các bạn đọc và mọi người rằng là phải học tập theo tấm gương đạo đức của mình, phải tìm hiểu cuốn sách giúp cho mình có thể hoành tráng vượt qua cuộc đời, trở thành một con người tốt, một con người có ích cho xã hội. Những bạn nhận em đọc cuốn sách này thì cũng đã dần dần thay đổi nhận thức và cách sống của bản thân, từ đó làm cho bản thân trở nên hoàn thiện và tốt đẹp hơn. Ba hãy cố gắng, tôi làm được, bạn cũng làm được.